bắt đầu nó mới nở ra đấy. Sợi mì nở ra nó mềm rồi đấy. Ngon tuyệt luôn các bạn nhé. Có hai quả cà chua thôi, với cả có mấy con cá rô. Chua thôi, có cà chua mới là gia vị thôi, có muối mì chính. Cho các quả cà chua này nó tan. Cà chua này cà chua để tủ đá nhé, cà chua để tủ đá chứ không được ăn cà chua tươi luôn các bạn. Có thể nhiều
nhiều bạn sẽ nói là nấu đơn giản quá, người ta nói có khi bảo như là luộc mì luộc bánh đa, thế nhưng mà không, các bạn phải thông cảm và hiểu rằng đây là giữa lúc cả nước đang chống dịch, cho nên là càng hạn chế đi ra ngoài bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Đơn giản ở nhà nhé, vì trong cái thời gian là cách ly xã hội của Hà Nội này ở nhà, cho nên là hơn tuần nay thì mình chưa đi chợ, thế nên là không có cái gì để nấu cả, chỉ có mỗi mì này, mì gạo, đây là mì gạo, đấy, đây là cà chua và cá, đấy. Cá mình đã chiên rồi, chiên chín vàng thơm đấy, cộng với cả nước với cả gia vị, thế nấu đơn giản nhé, không có hành, không có mùi, không có rau thơm, không có gì cả, gia vị gia giảm là không có, nên nấu đơn giản để ăn thôi, không đi chợ được mà cũng ở chợ chắc người ta có bán nhưng mà thôi hạn chế đi lại các bạn, nhà nước đang yêu cầu là ở nhà cách tốt nhất. Đấy, sau khi mình cho cá vào này, cho cá vào mình nấu mì, mì bắt đầu nó mới nở ra đấy, sợi mì nở ra nó mềm rồi đấy.
xin giới thiệu với các bạn, đây là bát bún cá nhé, bún cá rô, cũng có thể gọi là mì cá, bởi vì cái sợi này nó như sợi bún mà như sợi mì luôn, và cũng có thể gọi là bánh đa cá cũng được. Chưa? Tuyệt vời luôn. Đấy là tô bánh đa cá tự nấu ở nhà nhá. Tự nấu với cái cách nấu đơn giản nhất và với cái chi phí thấp nhất. Đấy, bây giờ mình cho các bạn xem này. Đấy, ngon chưa? Cá rất là nhiều nhá. Cá chiên à. Cá chiên nữa. Giờ nấu mình cho nấu luôn vào cùng cho nó đấy, nó vụn ra, chứ đúng ra là nấu xong nghỉ bắt đầu mình cho cá vào thì nó sẽ miếng cá nó sẽ còn nguyên. Mình nấu thế này nó mềm cá ra. Ủa, nuốt nước bọt cứ ngược rồi các bạn ạ. Cá nó lẩn hết trong mì rồi nhá, ngon lắm, ngon lắm luôn. Cái nguyên liệu để mình nấu cái này có một nắm mì gạo này, này nhỏ nhỏ, với một ít cá, với cả một hai quả cà chua, với cả gia vị mắm muối mì chính, chấm hết, không còn thêm cái gì nữa. Nói thực sự là ớt không có, hành không, rau thơm rau mùi không hết. Để các bạn thông cảm tại sao không có, bởi vì là lại nói lại là đang mùa dịch cho nên là không có, không đi chợ được, mua ra ngoài thì đi chợ mua cho nên là chỉ có như này thôi, ăn trong mùa dịch nhé, ngon chưa? Cảm ơn các bạn đã xem video nhé, các bạn nhớ bấm kênh like ủng hộ mình nhé, xin cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ mình dừng video để thưởng thức nấu.